Rất nhiều người đã lãng quên bốt điện thoại, nhưng thời xưa, bốt điện thoại là một nơi tốt để che giấu bí mật. Bởi vì dù nó không tra được ghi chép, người đàn ông áo quần mảnh bao rất biết lợi dụng điều này. Anh ta luôn giấu vợ, gọi điện cho tình nhân ở bốt điện thoại. Nhưng hôm nay vừa gọi xong, điện thoại lại reo lên. Người đàn ông nhận điện thoại lại nghe thấy đầu bên kia là một giọng nam trầm. Ông ta nói, chào cậu, hôm nay cậu mặc vest rất mảnh bao. Tôi vừa nghe thấy cô ấy cho cậu leo cây, chắc hẳn thất vọng lắm nhỉ. Người đàn ông bực mình, ai vậy, bị điên à? Nhưng sau đó, anh ta phát hiện từng hành động của mình đều bị đối phương giám sát. Cho dù anh ta làm gì, đối phương đều có thể nói ra ngay. Nhưng anh ta nhìn xung quanh mãi mà không thấy người đó. Điều đáng sợ là, người thần bí hiểu rõ anh ta như lòng bàn tay, biết họ tên anh ta, địa chỉ gia đình, tên vợ, thậm chí cả bí mật của anh ta. Người đàn ông có vẻ hoảng sợ, anh ta hỏi rốt cuộc ông muốn sao. Người thần bí nói, tôi muốn nói chuyện với cô gái vừa rồi. Nói rồi, ông ta gọi điện cho cô tình nhân, nói với cô ấy sự thật về người đàn ông. Anh ta đã kết hôn, anh ta vẫn luôn lừa cô, bảo muốn giúp cô tìm việc làm, nhưng thực ra muốn lên giường. Người đàn ông sốt ruột, lớn tiếng tranh cãi, nhưng cô gái không nghe thấy anh ta. Lúc này, bên ngoài bốt điện thoại có một cô gái muốn dùng điện thoại chụp người đàn ông ra ngoài, nhưng lại bị anh ta mắng cho. Người đàn ông tiếp tục nói chuyện với người thần bí. Người thần bí yêu cầu người đàn ông gọi điện cho vợ anh ta để nhận sai. Người đàn ông đành phải đồng ý lấy điện thoại ra gọi một cuộc, nhưng không hề nhận sai, chỉ là cảnh cáo vợ, cho dù ai gọi điện cho em cũng đừng tin. Nói xong, người đàn ông mắng mỏ người thần bí, chuẩn bị ngắt điện thoại. Anh ta sững sờ vì anh ta nghe thấy tiếng người thần bí lên đạn. Ông có súng. Người thần bí cười. Ông ta hỏi anh đã chuẩn bị xong chưa. Sau đó, người đàn ông thật sự hoảng sợ, mà người xung quanh anh ta không ai chú ý đến con robot vừa bị bắn nát. Chỉ có một người bán robot đến đòi bồi thường. Người thần bí nói, hay là tôi xử tên đó. Người đàn ông vội vàng nói, không cần trả tiền cho người bán robot, bảo anh ta đi đi. Sau đó, người thần bí nói, anh không muốn tên đó chết, vậy thì tôi sẽ nhắm súng vào ngực anh. Người đàn ông nhìn thấy trên ngực mình xuất hiện một chấm đỏ, anh ta thật sự hoảng sợ. Người thần bí nói, nếu anh dám ngắt điện thoại, tôi sẽ xử anh luôn. Người đàn ông hỏi, tôi không có thù oán gì với ông, tại sao phải giết tôi. Người thần bí trả lời, người tôi giết đều không phải người tốt đẹp gì. Mấy ngày trước báo đưa tin một nhà nghệ thuật người Đức chết, là do tôi giết đấy. Thật ra anh ta là một tên ấu dâm. Tháng trước có một người quản lý thị trường chứng khoán chết, cũng là do tôi giết. Anh ta đã lừa tiền tích góp cả đời của rất nhiều người dân. Thì ra, người thần bí coi mình là người thẩm phán đạo đức. Anh ta dùng súng bắn tỉa, xét xử và những phạt mỗi người có vết nhơ về đạo đức. Người đàn ông suy sụp, tôi chỉ lăng nhăng thôi mà, tôi không phải người xấu. Người thần bí nói, vậy anh vẫn chưa nhìn nhận rõ bản thân. Lúc này, cô gái vừa rồi bị người đàn ông mắng gọi người tới, là một tên to cao. Tên to cao mắng người đàn ông, bảo anh ta cút ra đây. Nhưng người đàn ông đâu dám ngắt điện thoại. Tên to cao tức giận cầm một cái gậy đánh bóng chạy đến, đập vỡ kính thủy tinh ở bốt điện thoại, lôi người đàn ông ra đánh. Đúng vào lúc này, một tiếng súng lặng lẽ, tên to cao buông người đàn ông ra, cục ngã chết tại chỗ. Anh ta bị bắn trúng lưng. Người thần bí giết người rồi. Mọi người náo loạn. Người đàn ông cũng sợ đến nỗi không thốt ra được lời nào. Anh ta còn bị người ta tưởng lầm mà hung thủ, không giải thích được. Anh ta vô cùng sợ hãi, định âm thầm báo cảnh sát, lại bị bắn qua tai. Mỗi hành động của anh ta đều không thoát khỏi sự giám sát của người thần bí. Không lâu sau, cảnh sát đến, bọn họ bao vây bốt điện thoại, cùng rút súng nhắm vào người đàn ông, còn lấy loa ra hét, bỏ vũ khí xuống, ra đây đầu hàng. Người đàn ông không dám làm gì. Anh ta liều mạng chứng minh mình không có súng, người vừa nãy không phải do mình giết. Nhưng bởi vì không dám ra ngoài, phía cảnh sát càng thấy anh ta khả nghi. Cảnh sát trưởng đến nói chuyện với người đàn ông, hỏi anh ta cầm điện thoại làm gì. Người thần bí ra lệnh cho người đàn ông không được nói thật. Người đàn ông đành nói với cảnh sát trưởng, tôi đang gọi điện cho bác sĩ tâm lý. Nhưng như vậy càng làm cho anh ta giống như một tên điên. Truyền thông cũng tới rất nhanh. Người đàn ông được lên TV, nhanh chóng trở thành điểm hát. Vợ anh ta biết được chuyện này từ bản tin, mau chóng đến hiện trường. Cô nói với đội trưởng, chồng mình không có vấn đề gì về thần kinh cả, cũng chưa từng tới bác sĩ tâm lý. Lần này, đội trưởng xác định bên đầu dây bên kia có vấn đề. Người thần bí tiếp tục uy hiếp, chỉ cần anh nói thẳng với vợ anh ngoại tình trước mặt mọi người, tôi sẽ buông tha cho các anh. Người đàn ông không dám phản kháng, anh ta hét to với vợ, nói cho cô hết tất cả bí mật. Nói xong, người đàn ông nói với người thần bí, tôi đã nói ra rồi, tha cho tôi đi. Ai ngờ người thần bí nuốt lời, bày tỏ mình chơi chưa chán. Người đàn ông cuối cùng cũng tức giận, anh ta ngắt luôn điện thoại, giơ hai tay đi ra ngoài. Điện thoại lập tức vang lên. Người đàn ông không nhận. Lúc này, anh ta nhìn thấy chấm đỏ trên đầu vợ. Anh ta sốt ruột đến phát điên, mau chóng về nghe điện thoại. Anh ta nói, ông lừa đảo. Người thần bí nói, cả đời anh đi lừa người khác, lần đầu tiên nếm thử mùi vị bị lừa, khó chịu không? Người thần bí nói, ngẩng đầu lên. Người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn, trên nóc bốt điện thoại có một cây súng. Người thần bí bảo người đàn ông cầm lấy. Anh ta bảo không được, cảnh sát nhìn thấy tôi có súng, tôi sẽ bị bắn thành cái tổ ong mất. Người thần bí cứ giục anh ta. Người đàn ông đột nhiên nhìn thấy nhẫn cưới bị rơi xuống đất. Anh ta nghĩ ra một cách. Anh ta ngồi xổm, giả vờ nhặt nhẫn, lặng lẽ lấy điện thoại ra, gọi cho vợ. Vợ nhận điện thoại, đưa máy cho đội trưởng nghe. Nghe thấy người đàn ông nói chuyện với người thần bí trong bốt điện thoại, cảnh sát trưởng hiểu tình hình rồi, có người dùng súng bắn tỉa để giết người. Ông ta liền bắt đầu bảo cấp dưới lặng lẽ tìm mỗi tòa nhà xung quanh đây. Tìm một lúc lâu, người đàn ông trong bốt điện thoại đã gần như tuyệt vọng rồi. Anh ta chỉ muốn cơn ác mộng này kết thúc thật nhanh. Lúc này, người thần bí ra mệnh lệnh cuối cùng cho anh ta, bày tỏ tội lỗi với người ngoài, đối với vợ anh, với người anh quen và những ống kính máy quay của truyền thông, nói thật to sự thật về con người anh. Người đàn ông không hề phản kháng, bắt đầu lời sám hối với cả thế giới. Anh ta nói, tôi đã làm rất nhiều chuyện đáng xấu hổ, tôi lừa một người trẻ tuổi bán mạng làm việc cho tôi,
nhưng không trả lương cho cậu ta. Tôi nói dối bạn bè, nói dối người cộng tác làm ăn, nói dối với truyền thông, thậm chí viết cả những lời nói dối vào trong sách. Tôi mặc một bộ vest may riêng, chỉ là để tỏ ra bản thân cao quý. Nhưng thật ra tôi rất lâu, đồng hồ của tôi là đồ giả. Tôi còn ngoại tình, còn không dám nói với tình nhân là tôi kết hôn rồi. Tôi dùng cả đời để tạo ra hình tượng con người tôi, nhưng trong thâm tâm tôi là một tên khốn nạn. Nói đến đây, người đàn ông đau khổ khóc lóc. Anh ta trở về bốt điện thoại, vừa khóc vừa nói, ông chưa bao giờ muốn tha cho tôi phải không? Người thần bí nói, đúng vậy. Người đàn ông nói, vừa rồi tôi bày tỏ không phải là vì sợ ông, tôi muốn trước khi chết lần đầu tiên nói thật. Lúc này phía cảnh sát đã xác định được vị trí của người thần bí, bọn họ mở cửa. Người thần bí biết mình sắp tèo rồi. Ông ta nói ông ta có chết cũng phải lôi theo người khác, ông ta sẽ giết vợ anh. Ông ta không ngờ đến, người đàn ông trong bốt điện thoại bỗng trở nên dũng cảm. Anh ta lấy súng, tôi mới là người đáng chết. Giết tôi đi, người ông muốn giết là tôi mà, mau lên. Một tiếng súng vang lên, người đàn ông gục xuống đất, người nổ súng là cảnh sát. Đồng thời, cảnh sát xông vào phòng của người thần bí, thì thấy anh ta đã cắt cổ tự vẫn. Bên kia, người đàn ông tỉnh lại rồi, anh ta không hề chết, thì ra anh ta trúng phải đạn cao su, là do đội trưởng sắp xếp. Người đàn ông sống sót qua kiếp nạn, ôm lấy vợ mình, cuối cùng anh ta cũng hiểu thứ gì là điều quan trọng nhất. Cuối phim, người đàn ông nhìn xác của người thần bí, vô cùng kinh ngạc. Người thần bí lại là người xếp hàng cho anh ta mới lúc đầu, lúc đó bị anh ta hung dữ đuổi đi. Lẽ nào đây là báo thù? Tất cả kết thúc, người đàn ông nằm trên xe cứu thương, được bác sĩ tiêm cho một mũi thuốc an thần. Không lâu sau, ý thức anh ta dần trở nên mơ hồ. Trong lúc mê man, giọng nói quen thuộc lại vang lên, là người thần bí. Ông ta chưa chết. Người đàn ông cố muốn nhìn rõ, nhưng không thể nào nhìn được. Anh ta chỉ có thể từ từ nghe lời dặn dò cuối cùng của đối phương, hy vọng về sau cậu có thể trung thực. Nếu như cậu không làm được, cậu sẽ lại nhận được cuộc gọi của tôi. Cuối cùng, tên thẩm phán đạo đức thần bí rời đi. Lúc đi qua bốt điện thoại, khóe miệng ông ta nở một nụ cười. Một người một đời, có được mấy lần thẳng thắn đối diện với lòng mình. Mà lần sau, điện thoại vang lên, ai sẽ là người bị xét xử đây?